Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau bão số 3, nhiều địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã chủ động xây dựng phương án phòng chống, hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xảy ra. Trong đó, nhiều địa phương cho học sinh tiếp tục nghỉ học để tránh mưa lũ. Ba địa phương là tỉnh Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Yên Bái hôm qua đã công văn hóa tốc về việc cho học sinh nghỉ học để ứng phó mưa lũ sau bão số 3. Công văn nêu rõ, trẻ mầm non, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên nghỉ học 2 ngày là ngày 9 và ngày 10 tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố bằng các hình thức liên lạc phù hợp, thông báo học sinh hoàn thành phố tiếp tục nghỉ học và 9 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng ra công điện về việc tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Trong đó, yêu cầu các trường cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên, các cơ sở giáo dục nghỉ học ngày thứ hai. Tùy điều chỉnh cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động quyết định cho phép nghỉ thêm 1 đến 2 ngày. Tại Hải Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Nam Sách, Thanh Hà và thành phố Chí Linh thông tin sẽ cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 9 tháng 9 để các trường khắc phục hậu quả sau bão. Các địa phương còn lại đang căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng gửi văn bản về việc cho học sinh đi học trở lại với những trường đủ điều kiện đảm bảo an toàn. Theo đó, trường học nào đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn sẽ triển khai đón học sinh quay trở lại từ thứ Hai ngày 9 tháng 9 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.